Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Huyền thoại Diego Maradona qua đời ở tuổi 60. Diego Maradona, huyền thoại bóng đá Argentina, đã đột ngột qua đời ở tuổi 60 sau một cơn trụy tim, theo báo chí và truyền thông Argentina. Maradona sinh ngày 30 tháng 10 năm 1960, đã qua đời tại nhà sau một cơn trụy tim. Ông vừa ra viện cách đây 3 tuần sau một ca phẫu thuật não khẩn cấp để loại bỏ cục máu đông. Bệnh viện đã cử tới 9 xe cứu thương tới nhà của Diego Maradona sau khi nhận được yêu cầu cấp cứu vào giữa trưa. Tuy nhiên, không ai có thể kịp thời cứu Maradona khỏi cơn đau tim đột ngột. Tổng thống Alberto Fernández của Argentina mới đây đã ra thông báo Argentina sẽ tổ chức quốc tang 3 ngày đối với sự ra đi của Maradona. Ông đã đưa đất nước lên đỉnh của thế giới, ông đã đem lại niềm hạnh phúc tột độ cho mọi người dân. Ông là người vĩ đại nhất mọi thời đại. Cảm ơn vì đã ở đây, Diego. Chúng tôi sẽ trọn đời nhớ tới ông. Ông Beto Ferrander chia sẻ trên Twitter cá nhân. Diego Maradona đang trong thời gian điều trị phục hồi sau ca phẫu thuật. Ông ở nhà cùng với con gái cả tại Tigre, Argentina. Tuy nhiên, theo hãng thông tấn của Argentina, Maradona đột ngột lên cơn trụy tim vào chiều thứ Tư 25 tháng 11. Đây không phải là lần đầu tiên Maradona đối diện với các vấn đề liên quan đến tim. Năm 2000, Maradona từng bị suy tim do lạm dụng ma túy. Ông đã phải tiến hành phẫu thuật và trải qua nhiều năm phục hồi chức năng. Năm 2004, ông cũng phải trải qua một cơn đau tim nữa. Theo chia sẻ, năm 2017, Diego Maradona cho biết ông đã bỏ ma túy được 13 năm và cảm thấy sức khỏe rất tuyệt vời. Như vậy, có thể thấy Maradona từ bỏ ma túy từ năm 2004, nhưng những di chứng vẫn kéo dài cho tới tận bây giờ. Tuy nhiên, Maradona không chỉ sử dụng một loại chất kích thích ma túy. Sau khi dừng ma túy, Maradona lại chuyển sang nghiện rượu nặng. Năm 2007, ông từng phải nhập viện vì bị viêm gan. Năm 2018, trước trận Argentina gặp Nigeria tại vòng bảng, Maradona đã uống rượu vang trắng. Trong trận, do cổ vũ các cầu thủ cuồng nhiệt quá nên Maradona đã bị tăng huyết áp đến mức không thể tự rời khỏi ghế ngồi được.